Hôm nay ngày 3 tháng 11, theo chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, trong đó có thảo luận một số nội dung liên quan đến các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ đập và phát triển điện lực. Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 42 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban Quốc hội phát biểu một số vấn đề liên quan. Phiên họp toàn thể sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp.